Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin bóng đá cập nhật ngày 1 tháng 8 của kênh Bóng Đá Và Đời Sống. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng ta sẽ có những tin tức rất đáng chú ý liên quan đến bóng đá Việt Nam. Ngay bây giờ, hãy cùng bước vào bản tin. Jason Pennant Quang Vinh xuất hiện tại Hà Nội. Hậu vệ Jason Pennant Quang Vinh đã có mặt tại Hà Nội. Một số cổ động viên nhận ra cầu thủ Việt Kiều này. Jason Quang Vinh vui vẻ đáp lại, chào hỏi và chụp ảnh cùng. Cựu tuyển thủ U17 Pháp gốc Việt trở lại quê ngoại để đàm phán hợp đồng với câu lạc bộ Công an Hà Nội. Nhiều khả năng Jason Pennant Quang Vinh sẽ sớm đạt thỏa thuận với cựu vương V-League. Trong hoàn cảnh Đoàn Văn Hậu vẫn chưa bình phục chấn thương, Jason Quang Vinh là bảo đồng tốt để câu lạc bộ Công an Hà Nội gia cố hàng thủ. Đội bóng ngành công an thường sử dụng Văn Thanh, Văn Toàn hay Tuấn Dương ở vị trí này. Tuy nhiên, cả ba cầu thủ đều đá trái sở trường và khó phát huy khả năng. Một phương án khác mang tên Hà Văn Phương chỉ tròn vai, chưa mang đến sự yên tâm. Jason Quang Vinh từng được định giá lên tới 900.000 euro vào năm 2020, tương đương 24,6 tỷ đồng. Sau giai đoạn thi đấu có phần sa sút, Quang Vinh chỉ được chuyên trang về chuyển nhượng Transfermarkt định giá 500.000 euro, khoảng 13,7 tỷ đồng. Theo quy định mới của Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF, mỗi đội bóng tại V-League có thể đăng ký tối đa hai cầu thủ theo diện người nước ngoài gốc Việt. Cần chú ý rằng, Nguyễn Philip bây giờ được tính là nội binh sau khi có quốc tịch, đồng thời thi đấu cho đội tuyển quốc gia ở những giải đấu gần đây. Lúc này, Quang Vinh đang là cầu thủ tự do sau khi chia tay Quyvilly Rouen. Anh chơi hai mùa giải cho đội bóng nước Pháp sau khi trở về từ Mỹ. Trước đó, Jason Quang Vinh nhiều năm thi đấu cho Soso tại Leader. Anh khẳng định được năng lực ở các giải đấu hạng dưới của xứ Lục Lăng. Bình Dương bất ngờ chiêu mộ Nghiêm Xuân Tú, tái hiện song sát Đức Chinh Tiến Linh. Mới đây, câu lạc bộ Bình Dương đã thông báo chiêu mộ thành công tiền vệ Nghiêm Xuân Tú. Kết thúc mùa giải 2023-2024, những tưởng cầu thủ 35 tuổi này sẽ giải nghệ sau khi chia tay Bình Định. Tuy nhiên, chính Nghiêm Xuân Tú đã từng bóng gió trên mạng xã hội rằng mình sẽ tiếp tục theo đuổi sự nghiệp quần đùi áo số. Điểm đến tiếp theo được anh chọn là câu lạc bộ Bình Dương. Dù đã ở sườn dốc bên kia của sự nghiệp, thế nhưng Nghiêm Xuân Tú vẫn là một trong những tiền vệ kiến tạo hàng đầu của V-League và có giá trị rất riêng tại V-League. Anh cũng là hình mẫu của một cầu thủ có nghị lực phi thường mà bất kỳ huấn luyện viên nào cũng muốn sở hữu trong đội hình. Được biết, chính huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn là người đã đề xuất Bình Dương chiêu mộ Nghiêm Xuân Tú. Cánh phải cũng là nơi Bình Dương đang thiếu nhân sự sau khi để Duy Thường và Quang Hùng ra đi. Không chỉ dừng lại hàng tiền vệ, Bình Dương cũng đang tiến gần đến việc ký hợp đồng với chân sút Hà Đức Chinh để làm dày hơn hàng công vốn đã tương đối mạnh. Cầu thủ gốc Phú Thọ cũng là học trò cưng của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khi cùng làm việc với nhau tại U20 Việt Nam trong giai đoạn năm 2017. Sau khi được ông Tuấn con nhào nặn, Đức Chinh đã có những bước phát triển nhất định, trở thành tiền đạo chủ lực của đội tuyển U23 Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Tái hợp với huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn có thể là nước đi giúp Hà Đức Chinh lấy lại phong độ vốn đã giảm sút trầm trọng trong những năm qua. Anh sẽ là quân bài dự bị chiến lược rất tốt cho Nguyễn Tiến Linh. Bộ đôi này đã cùng nhau đi qua nhiều thăng trầm của sự nghiệp, từ U19 Việt Nam, U23 Việt Nam và cả đội tuyển quốc gia. Họ đều đã cùng nhau gặt hái được nhiều vinh quang lớn nhỏ. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn có đầy đủ lý do để xúc tiến thương vụ này. Hà Đức Chinh gặp nhiều khó khăn trong việc tìm bến đỗ sau khi chia tay Bình Định. Đã có thông tin cho rằng các đội bóng hạng nhất sẵn sàng chi đậm để có được chàng trai gốc Phú Thọ. Có thể gia nhập Bình Dương rõ ràng là phương án tốt hơn nhiều so với việc phải chơi ở hạng dưới. Sau những gì đã chuẩn bị, Bình Dương cho thấy tham vọng cực lớn ở mùa giải tới. Đội bóng đất thủ hứa hẹn sẽ thay ra đổi thịt, gia nhập nhóm cạnh tranh ngôi vương sòng phẳng với Nam Định cũng như Công an Hà Nội. Giải hạng nhất quốc gia gặp khủng hoảng, VPF ra quyết định bất ngờ. Mới đây, công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VPF đã ra công văn về việc tạm hoãn lễ bốc thăm giải bóng đá hạng nhất quốc gia và giải bóng đá cúp quốc gia mùa giải 2024-2025. Trong công văn có viết: căn cứ kế hoạch thi đấu của giải bóng đá hạng nhất quốc gia và giải bóng đá cúp quốc gia mùa giải 2024-2025, căn cứ tình hình thực tiễn về việc triển khai công tác chuẩn bị trước mùa giải mới của các câu lạc bộ hạng nhất, nhằm góp phần tạo điều kiện để các câu lạc bộ hạng nhất có thêm thời gian hoàn thiện công tác chuẩn bị, đăng ký tham dự mùa giải 2024-2025, công ty VPF quyết định tạm hoãn bốc thăm xếp lịch thi đấu đối với giải bóng đá hạng nhất quốc gia và giải bóng đá cúp quốc gia vào ngày 2 tháng 8 năm 2024. Riêng lễ bốc thăm xếp lịch thi đấu của giải vô địch quốc gia 2024-2025 vẫn được tổ chức theo kế hoạch đã thống nhất vào ngày 2 tháng 8 năm 2024. Công ty VPF sẽ sắp xếp lại kế hoạch tổ chức lễ bốc thăm, sắp xếp lịch thi đấu đối với giải bóng đá hạng nhất quốc gia và giải bóng đá cúp quốc gia mùa giải 2024-2025, thông báo đến các câu lạc bộ trong thời gian phù hợp. Lý do là bởi một vài đội bóng hạng nhất vẫn chưa hoàn thành việc đăng ký tham dự mùa giải mới, thậm chí có nguy cơ không tham dự giải đấu như Bà Rịa Vũng Tàu, Định Hướng Phú Nhuận, Khánh Hòa, Đồng Nai hay Long An. Vừa qua, công ty cổ phần bóng đá Bà Rịa Vũng Tàu, đơn vị chủ quản của câu lạc bộ bóng đá Bà Rịa Vũng Tàu đã có văn bản trình Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất không đăng ký tham dự giải đấu mùa giải 2024-2025. Nguyên nhân có thể đến từ khó khăn về tài chính. Trước đó,
Bà Rịa Vũng Tàu cũng đã có một số cầu thủ bị điều tra về nghi án bán độ cũng như tổ chức đánh bạc. Trong khi đó, một đội bóng vừa giành quyền thăng hạng lên hạng nhất là Định Hướng Phú Nhuận cũng đã trải qua những lùm xùm. Lãnh đạo câu lạc bộ cho biết có thể không tham dự hạng nhất. Bên cạnh đó là những tranh cãi với giám đốc kỹ thuật Hoàng Nhật Nam. Về trường hợp của câu lạc bộ Long An, công ty cổ phần phát triển bóng đá Long An xin giao trả đội bóng này về cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Nguyên nhân của vấn đề này được cho là về vấn đề tài chính. Cụ thể, chi phí để duy trì một đội bóng tham dự giải nhất được dự trù là khoảng 25 tỷ đồng, nhưng hiện tại số tiền vận động được mới chỉ từ 5 đến 7 tỷ. Còn hai trường hợp còn lại là Khánh Hòa và Đồng Nai. Câu lạc bộ Khánh Hòa từ sau khi trụ hạng vẫn chưa cập nhật bất kỳ diễn biến nào, trong khi đó Đồng Nai vẫn chưa đăng ký tham dự mùa giải mới dù đã quá hạn đăng ký theo thông báo của VPF. Huyền thoại V-League nhận lời, U16 Việt Nam lần đầu có huấn luyện viên ngoại. Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã chính thức bổ nhiệm huấn luyện viên Cristiano Ronaldo dẫn dắt đội tuyển U16 Việt Nam trong giai đoạn tập huấn thứ hai của năm 2024, chuẩn bị cho vòng loại U17 châu Á. Ông Cristiano Ronaldo từng là thành viên ban huấn luyện đội tuyển U16 Việt Nam tại giai đoạn tập huấn 1 năm 2024. Vì thế, huấn luyện viên người Brazil này sẽ không mất nhiều thời gian để làm quen với cương vị mới. Đây cũng là lần đầu tiên U16 Việt Nam được dẫn dắt bởi một huấn luyện viên ngoại trong quá trình tham dự các giải đấu cấp độ châu lục. Để chuẩn bị cho vòng loại U17 châu Á 2025, huấn luyện viên Cristiano Ronaldo đã lựa chọn và đề xuất danh sách tập trung của đội tuyển U16 Việt Nam gồm 28 cầu thủ. Trong đó một nửa là các gương mặt đã từng thử lửa tại giải vô địch U16 Đông Nam Á 2024 vừa qua. Lực lượng còn lại đều là những cầu thủ đã thể hiện phong độ thuyết phục tại giải U17 quốc gia 2024. Những cái tên nổi bật được bổ sung như Nguyễn Văn Thăng Long, thủ môn xuất sắc nhất vòng chung kết giải U17 quốc gia 2024, hay như bộ đôi cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại vòng chung kết là Đặng Công Anh Kiệt và Trần Hồng Kiên. Theo lịch trình, đội tuyển U16 Việt Nam sẽ bắt đầu tập trung tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam từ ngày 1 tháng 8, chuẩn bị tham dự giải giao hữu U16 quốc tế Peace Cup 2024 diễn ra từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 8 tại Trung Quốc. Đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Cristiano Ronaldo tại giải đấu này lần lượt là U16 Trung Quốc, U16 Uzbekistan và U16 Nhật Bản. Sau cữ giật hữu ích này, U16 Việt Nam sẽ tiếp tục được VFF tạo điều kiện sang Nhật Bản tập huấn vào trung tuần tháng 9 nhằm hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng trước khi bước vào tranh tài tại vòng loại U17 châu Á 2025. Ông Cristiano Ronaldo sinh năm 1976, quốc tịch Brazil, được biết đến là một huyền thoại của câu lạc bộ Hà Nội. Cristiano là một trong những ngoại binh hàng đầu trong giai đoạn 2009-2013, góp công lớn vào hai chiếc vô địch V-League của đại diện thủ đô khi còn thi đấu. Sau khi giải nghệ, Cristiano Ronaldo đầu tư vào sự nghiệp huấn luyện viên và sớm hoàn thành huấn luyện viên bằng C của AFC. Sau đó, ông tiếp tục trau dồi chuyên môn thông qua các khóa đào tạo huấn luyện viên bằng C, B, A của UEFA từ năm 2017 đến năm 2023. Ông Cristiano Ronaldo từng đảm nhiệm vai trò trợ lý huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Bình Dương vào năm 2021, huấn luyện viên trưởng đội U15 Hà Nội vào năm 2023 và gần đây nhất là dẫn dắt U17 Hà Nội xuất sắc giành ngôi vô địch tại giải vô địch U17 quốc gia 2024. Nguyễn Thùy Linh và Lê Đức Phát rời Olympic Paris trong tư thế ngẩng cao đầu. Tay vợt Nguyễn Thùy Linh đã có màn chạm trán với hạt giống số 9 Giang Bê-Quây người Mỹ trong trận đấu quyết định tấm vé vào tứ kết tại bảng K đơn nữ bộ môn cầu lông tại Olympic Paris 2024. Hạt giống số 9 người Mỹ khởi đầu thuận lợi với những điểm số liên tiếp, cách biệt trong set 1 có lúc đã lên tới 5 điểm. Tuy nhiên, Thùy Linh vẫn bình tĩnh đáp lại với những pha tấn công trực diện của đối thủ. Vận động viên của đoàn thể thao Việt Nam càng đánh càng hay, trong khi Giang Bê-Quây lại mắc nhiều lỗi đánh hỏng ở cuối set. Hai tay vợt giằng co ở những điểm cuối, Thùy Linh đã có cơ hội giành chiến thắng trong set 1 khi dẫn 20-19, nhưng hạt giống số 9 người Mỹ đã bản lĩnh cứu thành công set point và ghi 2 điểm liên tiếp để giành chiến thắng 22-20. Thế trận set 2 cũng gần như tương tự set đấu thứ nhất. Thùy Linh bị đặt trong thế bám đuổi đối thủ trong hầu hết các điểm số nhưng vẫn biết cách săn mặt cách biệt. Cao trào set đấu thứ 2 là thời điểm tỷ số đang là 18-15 nghiêng về Giang Bê-Quây. Tay vợt Việt Nam điều cầu thông minh khiến Giang Bê-Quây vất vả di chuyển trước khi đánh lỏng tay khiến Giang Bê-Quây dù lan xả hết cỡ cũng không thể cứu cầu. Sau đó, Thùy Linh duy trì sự chủ động trong những pha cầu và cân bằng tỷ số 18 đều. Thế nhưng ngay sau đó, hai lỗi tự đánh hỏng liên tiếp khiến Thùy Linh phải đối mặt với hai match point. Và dù thi đấu đầy bản lĩnh để cứu hai match point đó, nhưng như vậy vẫn là chưa đủ để tay vợt Việt Nam tránh khỏi thất bại. Chung cuộc, Nguyễn Thùy Linh để thua 0-2 với các tỷ số 20-22 và 20-22 trước Giang Bê-Quây và dừng bước tại vòng bảng nội dung đơn nữ bộ môn cầu lông Olympic Paris 2024. Trong khi đó, Lê Đức Phát thậm chí còn để tuột mất tấm vé đi tiếp một cách đầy tiếc nuối hơn. Khi thất bại với tỷ số 1-2 trước tay vợt người Ấn Độ, hạt giống số 13 Pranoy, Đức Phát khởi đầu rất ấn tượng khi có chiến thắng ở set 1 với tỷ số 21-16. Nhưng sau đó do nền tảng thể lực không đủ đảm bảo, nên tay vợt của đoàn thể thao Việt Nam đã chững lại. Anh để thua 2 set với tỷ số 11-21 và 12-21 sau đó và đành ngậm ngùi rời Olympic Paris 2024 với thất bại 1-2. Trên đây là những thông tin đáng chú ý trong ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.
đừng quên subscribe kênh Bóng Đá Và Đời Sống, like và chia sẻ video này. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ.